President Hu. That's a nice stealth jet. Chủ tịch Hu, ngài có chiếc tiêm kích tàng hình đẹp quá. Hy vọng nó bay êm ả chứ. Đừng có làm trầy xước máy bay của tôi ạ. Về vấn đề ngân khố, chúng tôi cần ngài mua thêm cho một ít trái phiếu. Hy vọng ngài có thể giúp. Cho một ít tiền thật nè. Còn đây là phòng bầu dục nổi tiếng, nơi tất cả những điều nhiệm màu đã xảy ra. Chủ tịch Hồ, ngài làm gì đó? Tôi chờ ở đây vậy. Xin ngài cứ tự nhiên. Chúng ta hãy thêm vào một người. Thôi được, ngài chỉ việc cho tôi biết khi nào ngài muốn tiếp tục đi nhé. Tôi muốn tặng cho ngài một món quà mang tính biểu tượng. Chiếc nón cowboy, biểu tượng cho tinh thần độc lập của người Mỹ. Trời đất, sao lại như thế này?